Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Tư ngày 13 tháng 10 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin COVID khó gỡ phong tỏa ở các địa phương từng bị làm pháo đài. Dường như ở một số địa phương tại Việt Nam vẫn có mâu thuẫn trung ương và địa phương về quyền hạn và cách thức quản lý quốc gia trong quá trình tháo gỡ phong tỏa. Việc chặn quyết liệt lưu thông tại các đô thị miền Nam là một trong nhiều lý do khiến hàng vạn lao động đã phải tháo chạy về quê ngay khi lệnh dỡ phong tỏa được ban ra. Và con số này được ước tính lên đến hàng triệu người. Nhưng cho đến nay, các ngày mùng 10, 11 tháng 10 năm 2021, ở miền Bắc, báo chí và mạng xã hội phản ánh nhiều người dân đã bị cản lại, được cho qua, được xe công an dẫn đường, nhưng có nơi người dân đã bị kẹt trên quốc lộ, không được đi tiếp. Đây là hình ảnh phạt người về từ vùng dịch Ninh Thuận lập biên bản 1.362 trường hợp về quê, tạm giữ 679 xe máy. Thời báo Tuổi Trẻ cũng đưa tin như vậy. Chưa có địa phương nào hành xử ghê gớm như Ninh Thuận đối với người dân trở về quê hương tìm đường sống đến như vậy. Ví dụ có người dân ở Hà Nội cho đài BBC biết rằng việc qua hơn 20 chốt ở thành phố này để về các tỉnh phía Bắc như Bắc Ninh, Hải Dương là vô cùng khó khăn. Đặc biệt, chương trình bắt đi cách ly tập trung khiến xã hội Việt Nam sống trong tâm lý sợ hãi triền miên theo nhiều ý kiến trên mạng xã hội. Phương châm chống dịch mỗi địa phương là một pháo đài nay chuyển thành nỗi lo cát cứ chia cắt của chính quyền, như chính lời Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nói gần đây như vậy. Cũng vẫn ông Phạm Minh Chính vào hồi tháng 9 đã kêu gọi mỗi huyện, mỗi xã là một pháo đài để ngăn chặn COVID lây lan. Các pháo đài đã trở thành lô cốt như thế nào và giờ đây trở thành thứ mà khó bỏ đi, sinh ra tệ cát cứ khắp nơi. Nhưng đến hôm 9 tháng 10, viết trên trang Facebook của mình, chính phủ Việt Nam lại khẳng định rằng tăng cường kiểm tra không để địa phương mỗi nơi là một kiểu. Các địa phương theo điều tiết chung không ban hành giấy phép con, không cát cứ, không chia cắt. Rồi Bộ Giao thông Vận tải tham khảo ý kiến các địa phương, nhưng người quyết định phải là Phó Thủ tướng Lê Văn Thành và Bộ Giao thông Vận tải. Cũng vẫn theo trang này chia sẻ thêm, các địa phương phải nắm chắc tình hình, chia sẻ, phối hợp với tổ chức thật tốt việc đưa đón người về quê và từ quê trở lại, đảm bảo kiểm soát dịch bệnh và an toàn, an ninh cho nhân dân. Và hiệu quả của điều hành của chính quyền trung ương và các địa phương lại nổi lên như là một trong những tâm điểm chú ý của người dân cả nước. Nhiều người đã công khai đặt câu hỏi và bình luận trên mạng xã hội. Đây là hình ảnh, mặc dù ông Thủ tướng đã yêu cầu mở lại đường bay nội địa, nhưng có 3 địa phương chưa đồng ý cho mở là Hà Nội, Hải Phòng và Gia Lai, nên kế hoạch đã bị chững lại, báo Lao Động cũng đưa tin như vậy. Địa phương không thể đóng cửa được, ông Nguyễn Công Khế bày tỏ trên trang cá nhân của mình là đây là tiêu đề rất hay trên báo Một Thế Giới hôm qua, vào ngày 6 tháng 10, rằng không thể mở cửa nền kinh tế nếu không mở sự đi lại. Hôm qua, một người bạn tôi công tác cần nói có xét nghiệm âm tính, có 2 mũi vaccine, có giấy đi đường cũ còn giá trị, có khai báo y tế v.v., không thiếu một thứ gì. Cậu em phóng viên ở Bà Rịa, Vũng Tàu bảo với anh ấy rằng anh chớ đi ngang qua Bà Rịa, Vũng Tàu, dù không dừng lại ở đó vì đi ngang qua địa phương này phải có ý kiến của Chủ tịch tỉnh. Bạn Nguyễn Hữu Thắng đã bình luận rằng tại sao ngành đường sắt không tạo điều kiện để đón người dân về quê? Đường sắt có nhiều thuận lợi như chở được nhiều người và hàng hóa cùng một lúc, có hậu cần đầy đủ, tuyến đường cách biệt với đường bộ. Ít xen vào các khu dân cư mà cũng đảm bảo dừng được ở các nhiều địa phương. Các lãnh đạo nên ra đường để xem người ta di chuyển về quê thế nào. Quang Hệ Huệ là một người thì lại kể rằng một chủ doanh nghiệp và 3 ông bạn chuyên gia người nước ngoài là lãnh đạo 3 công ty lớn ở Thành phố Hồ Chí Minh đi ra nghỉ ở Bà Rịa, Vũng Tàu và làm việc ở nhà điều hành công việc kinh doanh từ xa. Bây giờ hết lockdown đã trích ngừa xong muốn trở lại nhà ở thành phố và làm việc trực tiếp bình thường mới trong văn phòng. Nay phải xin phép của tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Bạn Trương Sỏi thì thắc mắc như sau. Sao Thủ tướng nói sống chung với dịch mà mỗi tỉnh làm mỗi kiểu như vậy? Hà Nội, Đà Nẵng vẫn chưa đồng ý cho bay. Đây là hình ảnh đoàn xe Phương Trang hỗ trợ tỉnh Phú Yên đón công nhân từ tâm dịch về lại quê hương hàng tuần 2 buổi. Trong khi hầu hết các tỉnh khác tuyên bố ngăn chặn người dân hồi hương, thì riêng Phú Yên đã tổ chức đưa đón dân chú đáo. Không dừng lại ở đây, Mai Lan thì khẳng định rằng loạn suối quân, quan lớn nói đảng,
quan nhỏ làm nẻo giết, dân không biết ông Mô đúng, ông Mô sai cả. Bạn Đỗ Bình thì đối bình luận rằng, chúng ta đang làm đông cứng lại huyết mạch giao thông cả nước, xem ra còn nguy hiểm hơn cả con virus Corona-19. Phép vua thu lệ làng không còn là hiện tượng cá biệt nữa. Chống đánh xuôi, kèn thổi ngược ở An Giang đã được diễn tả như thế nào? Trong tuần qua, người dùng trên mạng Facebook và mạng xã hội Việt Nam cũng chia sẻ một đoạn ghi âm được cho là cuộc trao đổi giữa ông Đại tá Đinh Văn Noi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang và cựu Bí thư tỉnh ủy ở đây. Cũng trong đoạn băng âm thanh này, người được cho là ông Đinh Văn Noi đã phản đối lệnh của cấp trên điều động quân đội công an, trấn áp người dân. Ông nói, tôi nói thật với anh, làm nhiều cái tôi muốn đập bàn luôn, không phải chuyện đơn giản đâu. Ông cứ phát biểu, ông đòi kêu công an, quân đội đi ra, xách súng, xách đạn ra. Tôi không làm đó, làm cái gì tôi bây giờ? Trong khi đó, thì báo chí nhà nước lại nói đây là một đoạn ghi âm bị cắt ghép. Tờ Việt Nam Express thì nói rằng, lãnh đạo công an tỉnh An Giang cho biết, cơ quan điều tra đã xác định được người có liên quan đến vụ cắt ghép file audio của Đại tá Đinh Văn Nơi với ý đồ xấu. Đây là hình ảnh báo chí Việt Nam đổ tội cho Facebook Hoàng Dũng, hiện đang định cư tại Mỹ, cắt ghép file audio Đại tá Đinh Văn Nơi đang nói chuyện. Tuy nhiên, ông Hoàng Văn Dũng đã phủ nhận điều này. Tuy thế, tờ báo không phủ nhận giọng nói đó là của ai khác và cắt ghép là cắt ghép như thế nào. Nội dung video này vẫn có thể tiếp cận trên mạng Internet, YouTube theo kiểm tra của đài BBC tiếng Việt vào ngày 10 tháng 10. Cũng theo tờ báo Tuổi Trẻ có bài khởi tố vụ án liên quan đến đoạn ghi âm cắt ghép của Đại tá Đinh Văn Nơi, khiến vụ việc càng làm cho dư luận xã hội chú ý. Ngày 9 tháng 10, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh An Giang đã khởi tố vụ án làm phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống nhà nước liên quan đến đoạn ghi âm bị cắt ghép của Đại tá Đinh Văn Nơi. Cùng lúc cũng có ý kiến cho rằng việc khác biệt quan điểm trong bộ máy chính quyền về cách chống dịch COVID-19 là chuyện hoàn toàn bình thường. Có người còn chỉ ra rằng chính phủ Việt Nam cũng thường trái ngược với chính họ trong cách hành xử trước đại dịch, thậm chí đã bị động chạy theo tình hình theo một bài của Trần đăng trên BBC gần đây. Riêng tại An Giang, việc không làm theo Trung ương đã là tiền lệ có từ lâu. Sau cuộc họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang vào tối 1 tháng 10, tỉnh này giữ vững quan điểm là không tiếp nhận người về quê theo đường tự phát. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, ông Nguyễn Thanh Bình cho rằng còn có nơi dịch diễn biến phức tạp và các khu tiếp nhận cách ly tập trung đã đầy. Điều này đã đặt An Giang vào tình thế là không thể tiếp nhận người dân về trong thời gian tới. Ông đã được báo Lao động dẫn lời vào sớm ngày 1 tháng 10. Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải cũng đã ký công điện gửi các tỉnh phía Nam yêu cầu kiểm soát và phục vụ tốt người dân có nhu cầu về quê. Và từ những vụ việc nêu trên, một phần dư luận Việt Nam đang tiếp tục mất niềm tin vào một cuộc chiến lược thiếu tính thống nhất trong việc quản lý, vận hành đất nước từ trung ương đến địa phương. Mọi thứ trở nên rối mù. Gần 20.000 sinh mạng người dân đã ra đi. Và nhìn từ Anh Quốc, tiến sĩ Hồ Quốc Tuấn đã nói với đài BBC vào hôm 10 tháng 10 rằng chúng ta thấy là một thực tế là các tỉnh có quan điểm chống dịch khác nhau, như là một số tỉnh muốn mở ra và một số thì muốn đóng. Và điều này cũng phản ánh vấn đề chính trị tại Việt Nam hiện nay đang có rất nhiều quan điểm trái ngược nhau, bởi bài toán cân bằng giữa dịch bệnh và kinh tế rất là khó. Ông Tuấn, một chuyên gia tài chính, cũng kêu gọi tứ trụ ở Việt Nam bao gồm ông Tổng Bí thư Đảng Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cần có quan điểm rõ ràng về phục hồi kinh tế những ngày tháng tới cho quốc gia với gần 100 triệu người dân này. Nhưng mọi thứ vẫn đang rất mờ mịt. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ Tư ngày 13 tháng 10 năm 2021 với bản tin COVID khó gỡ phong tỏa ở các địa phương từng bị làm pháo đài. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa từ Berlin.